một khổ, nhìn nhân dân nằm than, nhưng cũng đúng thôi, nghiệp gây ra phải chịu. Nói thật mọi người này, này chặt phá rừng nhiều quá, tôi nói thật luôn, nói lại bảo nói linh tinh. Nói thật là nhìn Google Map nhá, bên Campuchia bên nào nó còn có màu xanh, tức là nhìn ảnh vệ tinh ấy, bên Việt Nam toàn màu nâu đất rồi, chứng tỏ các ông chặt bẽ rừng rồi, thật luôn, khai thác hết các cây to rồi, toàn cái toàn trồng ngô với sắn thì làm sao mà nó giữ nước được, nó chả sạt lở, nó chả lũ ống lũ quét, gây ra thì phải chịu thôi. Mẹ nói thẳng luôn, Google Map ảnh vệ tinh nhìn xuống Việt Nam, khu địa phận Việt Nam ấy toàn màu nâu đất rồi, làm gì có màu xanh. Bên nào Campuchia nó còn có tí màu xanh của cây cối. Chả thế hay sao, phân tích phải chuẩn, chặt phá cho lắm vào. Mẹ, thật sự mà nếu mà người có con mắt tầm nhìn xa trông rộng phải nhìn được cái đấy, chặt cho lắm vào. Nhà thằng nào cũng mẹ mày, những nhà thằng đại gia nhá, nhá, lóc cũng gỗ, sàn cũng gỗ, xung quanh tường gỗ hết. Địt mẹ chúng mày, chúng mày hút máu người ta, hút máu đồng bào, xong bây giờ để đồng bào những người dân tộc người ta khổ đấy. Em chào anh Quý Vượng Hoàng nhá. Thật đấy, những cái đấy là mẹ gỗ lại làm cái gì, chết rồi cũng vào cái ván thiên chứ làm gì đâu. Chặt rừng cho lắm vào nó mới lú nhiều, nước nó không giữ được. Đi học, thời đi học cô giáo nó dạy rồi, thời đi học cô giáo nó dạy rồi, cây nó tán lá cây nó không giữ được nước, ít nhiều nó giữ được nước, rễ cây nó hút nước, nó chống xói mòn. Ok anh ơi, em không nói gì đâu anh ơi, chính trị chính em thì đâu anh, nói mấy cái vấn đề của mấy thằng lâm tặc nó phá rừng thôi, anh hiểu không? Em hàng chân mệnh nhân tử rồi, mình động vào làm gì đấy. Ý là mình, anh Quý khuyên em lời khuyên đúng đấy, thì bao nhiêu năm em có lời mời em phần uống nước đâu, tinh xảo đấy. Bao nhiêu năm em trái nguồn dâu Thái Bình nhá, bao nhiêu năm nay em có bị mời đến phường nước bao giờ đâu. Em tính được lắm. Người có tài phải biết nhìn xa. Mình cũng ngu đâu, nhưng mà ý là mình nói những con người xã hội thì nó vẫn có những con người nó phá rừng. Tôi nói anh em nhá, bê như này này, nói như này này, nhìn xa đứa này. Một cái cây từ thời các cụ trong rừng già nhá, cây mấy chục năm, cả trăm năm. Gây được cây thì lâu. Bác Hồ nói rồi, vì sự nghiệp 10 năm trồng cây nhưng mà sự nghiệp trăm năm trồng người. Có đúng nhỉ? Hay là trăm năm trồng cây, 10 năm trồng người nhỉ? Mình hơi nhầm đoạn đấy, nhưng mà không, đấy cái câu đại loại thế. Thì bây giờ cái cây cổ thụ các ông cưa bẻ rồi, bây giờ các ông trồng cây lon làm sao nó lên được? Bởi vì sao? Cây bé mà gặp những trận báo, mấy năm lại có một trận báo nó ngập, cây bé nó ngập nó chết bà đi, làm sao nó lên lớn được, đúng không? Cây bé, trồng cây bé nó tầm cao 1-2 mét, nó gặp lũ lụt mấy năm lại một trận to, nó ngập nó lại chết. Chỉ có cây to, cây cổ thụ nó mới sống được qua những cơn bão lụt này thôi. Thế thì làm sao mà có những cây to được nữa? Thế thì muôn đời sẽ không bao giờ có những cây cổ thụ nữa đâu, chặt rồi thì không còn nữa đâu, không mọc nó lên nữa đâu. Em Khánh sống tốt với anh em nhà mình, không biết mọi người nghĩ về Khánh như nào, nhưng anh tôn trọng em mình. Ok anh Quý ơi, em tôn trọng anh mà. Chung là Bắc Linh là quê hương thứ hai của em anh ạ. Em sống ở Bắc Linh nhiều chứ. Em sống với anh em Bắc Linh nhiều. Bắc Linh là một cái quê hương thứ hai của em. Và anh em Bắc Linh như là anh em ruột thịt chân tay ấy. Phong cách của em lại như này à. Vợ con với em nó chỉ là chân tay thôi. À quên, vợ con nó chỉ là quần áo thôi. Địt mẹ à, mà bỏ con này cưới khác, mặc cái áo khác. Nhưng mà anh em với chân tay, mất một người anh, một người em, coi như là cụt chân cụt tay. Vợ không có con này, bước cưới con khác đẹp hơn, xinh hơn, bướm đẹp hơn, nước nhiều hơn, khoan phát ngập lụt luôn. Em chào chị Nguyễn Hà Đông nhá, nói đẳng cấp đi mẹ mày. Người có tài đừng quỵ lụy vào mấy con đàn bà, nhưng mà đấy là những con bà đàn bà xấu nhá. Còn những người là đàn bà tốt, mẹ mình bà mình là đàn bà mà, ngoài đời này chỉ tin mỗi mẹ mình thôi, à cả bà ngoại nữa, bà nội nữa,
với cả anh em nào mà thân tín, có những người anh em dám chết vì nhau, dám cho nhau máu, nếu cùng một dòng máu người ta cho nhau máu được mà. Địt mẹ, đúng không anh em? Như tầm như là em Trịnh Khởi Candy là một trong những bộ tướng của anh Khá Bảnh, là con người tình nghĩa dám chết vì anh Khá Bảnh đấy. Hoặc như anh Quý, anh ấy sống cũng là con người tình nghĩa, anh ấy sống có để ai chê trách gì đâu, con người sống rất đàng hoàng. Người Bắc Linh người ta trọng chữ tình mà.